Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết khu dân cư thôn Nghĩa Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Công điện của Thủ tướng Chính phủ không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong bất cứ điều kiện nào. Thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn ổn định. Doanh nghiệp quan tâm sức khỏe người lao động. Xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên giải tỏa 3 hộ dân vi phạm trên đất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khu dân cư thôn Nghĩa Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân khu dân cư. Dự ngày hội có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Hồng Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Khu dân cư thôn Nghĩa Chế có 485 hộ với trên 800 nhân khẩu. Những năm qua, thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đức tính cần cù sáng tạo, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đến nay, 100% các tuyến đường trục chính của thôn được nâng cấp, mở rộng và trải nhựa áp phan. Các tuyến ngõ xóm đều được bê tông hóa. Các công trình phúc lợi như nhà văn hóa, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất, khu sinh hoạt văn hóa tâm linh được cải tạo, nâng cấp và làm mới. Cảnh quan môi trường khu dân cư được cải thiện theo phương châm xanh, sạch, đẹp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt gần 70 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, thôn được công nhận đạt khu dân cư kiểu mẫu. Quê hương chúng tôi đổi mới rất nhiều, đời sống của dân thì mỗi ngày nâng cao. Tất cả là các thanh niên đều vào trong các xí nghiệp, nhà máy làm hết. Người dân rất vui và rất hào hứng ạ. Chúng tôi vô cùng phấn khởi, không thể tưởng tượng nổi. Kể cả đường, điện, trường, trạm, rồi sân vận động, quần thể di tích rất là khang trang. Chúng tôi sẽ giáo dục cho thế hệ trẻ là trẻ đi học giỏi, tiến bộ, đi tham gia công tác nhà nước thì đạt nhiều cái thành tích tốt đẹp và hướng về cội nguồn, hướng về quê hương. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ tặng hoa, quà và phát biểu chia vui, chúc mừng khu dân cư Nghĩa Chế. Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nền tảng sức mạnh bách chiến bách thắng của quân đội ta và nhân dân. Ngày hội sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ mỗi thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư. Thì trước hết xin khu dân cư Nghĩa Chế vinh dự là một trong 11 khu dân cư tiêu biểu trong toàn tỉnh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen, là khu dân cư đầu tiên trong xã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương của tỉnh và của huyện, xin được nhiệt liệt ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân khu dân cư thôn Nghĩa Chế đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, tôi rất mong cấp ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hoạt động công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. Mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết đồng thuận của nhân dân, coi trọng việc nhân rộng cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, phê phán những việc làm chưa tốt. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới ở cộng đồng dân cư. Phát huy tinh thần đoàn kết của khu dân cư trong giữ gìn thuần phong mỹ tục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cư dân, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 2 nhà đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng cho 2 gia đình khó khăn, tặng quà cho 15 gia đình chính sách hộ nghèo, cận nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư Nghĩa Chế. Những ngày này, khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã và đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân năm 2022. Đây không chỉ là ngày hội, ngày vui, mà còn là dịp để các khu dân cư thể hiện sự đoàn kết thống nhất, gắn bó trong cộng đồng. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay của thôn Ninh Phúc, xã Hùng An, người dân ai nấy đều vui vẻ chuẩn bị kỹ cho ngày hội bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Thôn Ninh Phúc hiện có hơn 300 hộ với hơn 900 nhân khẩu. Những năm qua, người dân trong thôn luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tập trung phát triển kinh tế. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng một năm. 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Các hộ được dùng nước sạch, hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%. Thôn Ninh Phúc đăng ký trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Lúc tôi đi như vậy là có 80% là nhà ngói, 20% nhà tranh. Thế bây giờ về thì này 80% là nhà tầng. Thế và không còn cái nhà tranh nào. Thế đời sống kinh tế khá giả. Chúng tôi cũng đã có những cái phong trào như là thể dục dân vũ, rồi các phong trào của các cụ, rồi phong trào cựu chiến binh, người cao tuổi. Họ cùng chung tay hợp sức vào và làm thành công cái ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi vì nhân dân tham gia rất là đông đủ. Sau 2 năm hạn chế về quy mô, hình thức tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm nay, Ngày hội đại đoàn kết được các khu dân cư tổ chức rộng rãi với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm củng cố tăng cường sự đoàn kết. Tùy theo đặc điểm của từng khu dân cư mà có cách thức tổ chức phù hợp, song nội dung cơ bản gồm 2 phần chính, phần hội với các tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng các hoạt động hưởng ứng, phần lễ với các nội dung như ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 92 năm qua, báo cáo kết quả nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, biểu dương các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư và ký cam kết giao ước thi đua. Qua ngày hôm nay thì cái tình làng nghĩa xóm được gắn kết với nhau và cảm thấy là vui vẻ, đầm ấm và có sự là chia sẻ những các cái khó khăn cũng như là cái thuận lợi trong công việc và có những cái hỗ trợ cho những hộ nghèo và cận nghèo. Kết hợp ngày đoàn kết toàn dân tộc với ngày văn hóa quân dân nữa thì quân và dân càng gắn bó keo sơn và càng phát huy trách nhiệm của người quân nhân, người chiến sĩ trong cái giai đoạn hiện nay để cùng với toàn đảng, toàn dân là hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ xây dựng đất nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Nữ cũng đã ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai tới 55 khu dân cư trên cái tinh thần tăng cường sự đoàn kết và đúng cái tính chất của ngày hội theo cái phong tục của từng khu dân cư. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân, không chỉ đem lại không khí vui tươi, đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là dịp để mỗi người dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thời gian qua, xã Long Hưng, huyện Văn Giang đã huy động các nguồn lực để trùng tu, xây dựng và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Trong đó có trùng tu các công trình văn hóa, lịch sử như đình Như Phượng Hạ và đình Ngọc Bộ, di tích quốc gia, đình Lại Ốc, chùa Sở Đông, di tích cấp tỉnh với kinh phí khoảng 6 tỷ đồng. Trong đó nguồn xã hội hóa chiếm 1/3, các di tích lịch sử được tôn tạo nhưng vẫn giữ được các kiến trúc cổ xưa. Ngoài ra huy động các nguồn để xây dựng tu sửa nhà văn hóa các thôn Lại Ốc, Như Lân, Như Phượng Thượng, Như Phượng Hạ với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng. Trong đó người dân tự nguyện đóng góp gần 5 tỷ đồng. Đặc biệt người dân thôn Lại Ốc đóng góp 1 tỷ 500 triệu đồng xây dựng tượng Bác Hồ ngay chính khuôn viên hồ nước của thôn. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký công điện số 1085 ngày 11 tháng 11 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu. Theo đó, thời gian qua, thị trường xăng dầu trong nước có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán với số lượng hạn chế, tập trung tại một số tỉnh, thành phố phía Nam, sau đó đã lan ra các địa phương phía Bắc, gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Để sớm khắc phục tình trạng nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, đảm bảo tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội, tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, rà soát tổng hợp, thống kê các chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu và chủ động xem xét việc điều chỉnh theo quy định, đảm bảo sát với thực tiễn của thị trường và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát cụ thể vướng mắc của từng doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để xử lý, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời và tạo điều kiện tối đa đảm bảo nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan báo chí, thông tin, tuyên truyền có định hướng, phản ánh khách quan, trung thực, toàn diện về tổng thể thị trường xăng dầu trong nước và thế giới trong bối cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay, ổn định tâm lý xã hội và người dân. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu liên tục biến động trong thời gian qua khiến cho một số cửa hàng kinh doanh mặt hàng này tại các tỉnh phía Nam và thành phố Hà Nội bán cầm chừng, thậm chí dừng không bán, gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, tại địa bàn tỉnh Hưng Yên những ngày qua không xảy ra hiện tượng này. Đây là một số thông tin trên mạng có tên miền là Bít Hưng Yên những ngày qua. Cửa hàng xăng dầu 7 năm trên đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên thuộc chi nhánh xăng dầu Hưng Yên sáng ngày 13 tháng 11. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, chưa có thời điểm nào bị gián đoạn. Các phương tiện lớn nhỏ ra vào tấp đập mua xăng dầu mà không bị hạn chế. Tôi thấy rằng suốt thời gian qua, kể cả lúc cứ nghe tin đồn này, tin đồn kia, nhưng mà cây xăng luôn tục mở cửa và đón tiếp khách hàng để đổ xăng, bảo đảm không có sự chen lấn xô đẩy gì cả. Đổ thoải mái, đổ đầy bình thì thôi, không hạn chế thế nào cả. Em lái xe tải, cứ 2 ngày em đổ một lần. Em cứ đổ đầy, không hạn chế số lượng. Tương tự như vậy, cửa hàng xăng dầu Chiến Thắng trên địa bàn xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, dù lượng cung cấp rất ít, khoảng vài mét khối một ngày, nhưng cũng chưa bao giờ hạn chế hay đóng cửa. Càng bán càng nỗ, nếu như mà nó kéo dài tiếp như thế này thì có thể là nghỉ bán, khống chế thì không, người ta bơm bao nhiêu thì phải bán. Thì theo quan sát của phóng viên, 4 trên 5 cửa hàng xăng dầu nằm dọc tuyến đê sông Hồng thuộc địa bàn huyện Kim Động vẫn hoạt động bình thường. Riêng cửa hàng xăng dầu số 2 của doanh nghiệp Phi Trường trên địa bàn xã Ngọc Thanh không bán là do không đủ điều kiện hoạt động, đã buộc phải đóng cửa từ vài tháng nay. Còn các cửa hàng khác vẫn phục vụ khách hàng. Ở đây chúng tôi vẫn bán bình thường, chỉ có những người mang phi, mang can đến thì là chúng tôi không bán, thì sợ tích trữ rồi là cháy nổ, mất an toàn. Thực tế trên đây cho thấy dù giá biến động tăng giảm thất thường, nhưng cơ bản thị trường cung cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn cơ bản ổn định và người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm. Minh chứng là tại chi nhánh xăng dầu Hưng Yên Petrolimex, đơn vị cung cấp hơn 60% thị phần xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Sản lượng bán ra trong vài tháng gần đây tăng từ 20 đến 30%. Thông tin bán cầm chừng có thể xảy ra trong những thời điểm nhập hàng chưa kịp mà thôi. Cửa hàng chưa từ chối một khách hàng nào đến mua hàng và không hạn chế những lúc mà cái lượng hàng tại cửa hàng có thể còn ít hoặc xe hàng chưa cung cấp về ngay được. Thì đối với những cái xe tải quá lớn thì chúng tôi tại cửa hàng có thể thương lượng với lái xe để cung cấp một lượng hàng nhất định có thể sử dụng bình thường và cái lượng hàng tồn tại cửa hàng là luôn đảm bảo để phục vụ các khách hàng tiếp theo. Hiện nay có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận về việc một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Hưng Yên. Rất cần có những thông tin chính xác để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, tránh đưa những thông tin thất thiệt làm người dân hoang mang. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thời gian qua đã có sự lơ là chủ quan của một số chính quyền và người dân trong việc phòng dịch COVID-19. Thể hiện rõ nhất là việc chưa quan tâm tiêm mũi 3 và mũi 4 phòng dịch COVID-19. Trước hiện tượng này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương chịu trách nhiệm triển khai công tác phòng chống dịch và tổ chức tiêm phòng COVID-19 tại cơ quan đơn vị địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình, cộng đồng, tuyệt đối không lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp về phòng chống dịch. Các sở, ban, ngành, các địa phương phối hợp với Sở Y tế khẩn trương rà soát, lập danh sách và đôn đốc các đối tượng đủ điều kiện thực hiện tiêm vaccine đầy đủ các mũi theo hướng dẫn của ngành y tế. Sở Y tế chủ trì xây dựng triển khai kế hoạch tiêm, phân bổ đủ, đăng ký bổ sung và tiếp nhận vaccine theo nhu cầu tiêm. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 19 tuổi, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh triển khai tiêm mũi 3, mũi 4 cho công nhân tại các khu công nghiệp, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiêm vaccine cho công nhân tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Công ty cổ phần Bảo Hưng trên địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên vừa phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức khám sức khỏe chuyên sâu hậu COVID-19 cho toàn bộ trên 900 lao động. Bảo Hưng là doanh nghiệp chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu. Người lao động làm việc trong môi trường có điều hòa nhiệt độ, thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng một người một tháng. Coi người lao động là tài sản, là vốn quý của doanh nghiệp được thể hiện bằng nhiều việc làm cụ thể. trong đó có hoạt động khám sức khỏe chuyên sâu, khám hậu COVID-19. Qua hoạt động này, doanh nghiệp mong muốn mỗi người lao động tự nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình, vì sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người. Trong những giai đoạn vừa qua thì đối với việc chăm sóc sức khỏe người lao động luôn đặt lên mục tiêu là đặt lên hàng đầu. Đối với người lao động thì luôn được công ty thứ nhất là về cấp phát sữa cho người lao động uống định kỳ trong tuần, các bạn được uống sữa dinh dưỡng hàng tuần và uống trong cả năm. Và đối với bữa ăn của người lao động thì được đảm bảo về dinh dưỡng, là đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Tại buổi khám chuyên sâu, người lao động được khám nội tổng quát, khám ngoại tổng quát, khám chuyên khoa mắt, tai, mũi, họng, răng hàm mặt, sản, siêu âm, xét nghiệm máu, sàng lọc các bệnh về phổi và khám tư vấn sức khỏe hậu COVID-19. Khám sức khỏe chuyên sâu cho lao động tại các doanh nghiệp là phong trào được phát động bởi Hiệp hội Doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, kêu gọi mỗi doanh nghiệp hãy trích một phần lợi nhuận để quan tâm tới sức khỏe của người lao động. Trong những ngày đầu tháng 11 này, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đã vận động 3 hộ dân tự nguyện tháo dỡ các vi phạm công trình trên đất nông nghiệp. Trong đó có 2 trường hợp vi phạm từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 16 tháng 3 năm 2016 và 1 trường hợp vi phạm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Mới đây, ngày 11 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Hùng Cường đã hỗ trợ máy móc, phương tiện và nhân lực thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm của ông Phạm Văn Thắng ở đội 7 thôn Tân Hưng. Công trình có tổng diện tích khoảng trên 100 m2, gồm nhà tạm và tường bao. Hiện tại còn 1 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Xã sẽ tiến hành hỗ trợ tháo dỡ trong tháng 11 này. Với phương châm kiên quyết xử lý, giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, theo kế hoạch số 93 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, huyện Quai Châu đã giải tỏa được gần 90% số trường hợp vi phạm, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ và người dân. Thị trấn Quái Châu có 32 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà tạm trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích trên 2.400 m2. Cá biệt có hộ xây nhà xưởng làm hương với diện tích trên 1.000 m2. Thời điểm bắt tay vào thực hiện giải tỏa các vi phạm, hầu hết người dân đều không đồng thuận tháo dỡ. Tuy nhiên, từ giữa tháng 11 năm 2021, cả hệ thống chính trị của thị trấn Quai Châu đã vào cuộc, thể hiện quyết tâm cao trong việc tập trung thực hiện kế hoạch 93A, nên đến đầu tháng 2 năm 2022, 100% các vi phạm đã được tháo dỡ hoàn toàn. Gia đình cũng xây dựng trước đó là với số vốn bỏ ra tương đối lớn, thì là làm quán hát. Sau khi được địa phương tư vấn, hướng dẫn thì đã hiểu ra và đã phối kết hợp với địa phương tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho địa phương. Ủy ban dân thị trấn thành lập ra các ban, các tổ để là tuyên truyền, vận động nhân dân, các hộ, các trường hợp vi phạm theo cái tinh thần, cái phương châm như là dễ làm trước khó làm sau. Nên trong vòng 2 tháng thì Ủy ban dân thị trấn cũng là cơ bản là giải tỏa đạt cái chỉ tiêu. Huyện Quái Châu có 766 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp thuộc diện phải giải tỏa từ tháng 7 năm 2014 đến nay. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đến hết ngày 27 tháng 10 năm 2022, toàn huyện đã giải tỏa được 678 trường hợp, đạt tỷ lệ 88,5%. Một số xã có số lượng các trường hợp giải tỏa nằm trong chỉ tiêu giao cao là Đông Kết, Liên Khê, Tân Dân và thị trấn Quái Châu. Một số xã giải tỏa nhanh trong 2 tháng 9 và 10 năm 2022 là Thuần Hưng, Dân Tiến, An Vĩ và Đồng Tiến. Hiện huyện đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung giải tỏa triệt để 88 trường hợp vi phạm còn lại, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm mới, tái vi phạm. Đơn vị nào không hoàn thành sẽ xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm. Đây là cái nhiệm vụ tồn tại từ rất lâu rồi, ai cũng ngại làm, ai cũng ngại khó, nhưng mà không quyết tâm thì không thể làm được. Trong thời gian tới thì những cái vi phạm, thí dụ như Hồng Tiến là 100% là thuộc thẩm quyền của huyện. Bởi vì các cái vi phạm này từ rất lâu rồi, đều vi phạm từ 600 đến hàng nghìn m2 nhà xưởng. Thì huyện sẽ cho cán bộ chuyên môn để hướng dẫn cùng với huyện để ra quyết định. Và huyện sẽ tiến hành cùng với xã tiến hành giải tỏa. Từ thực tế ở huyện Quái Châu cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trong đó đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu sẽ mang lại kết quả cao trong thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, qua đó lập lại trật tự trong quản lý đất nông nghiệp, tạo sự công bằng và niềm tin trong nhân dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Bali, Indonesia vào ngày 14 tháng 11 tới đây. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ cùng ngày cũng tiết lộ Tổng thống Biden hy vọng sẽ xây dựng nền móng cho quan hệ với Trung Quốc khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới. Quan chức trên lưu ý hai bên sẽ không đưa ra tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh. Bên cạnh nội dung trao đổi về quan hệ song phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có thể sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine và Triều Tiên. Lần gặp gỡ gần đây nhất giữa ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình diễn ra vào thời điểm ông Barack Obama còn nắm quyền Tổng thống Mỹ. Kể từ sau thời điểm đó, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trải qua nhiều biến động và có lúc bị đẩy xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, nhất là sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, thực hiện chuyến thăm gây nhiều tranh cãi tới Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 8 năm 2022. Trong 22 tháng qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần tiến hành điện đàm, song chưa từng gặp gỡ trực tiếp do tác động của đại dịch Covid-19. Trong một cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ đồng hồ vào cuối tháng 7 năm 2022, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một cuộc gặp gỡ trực tiếp. Phần Lan, quốc gia láng giềng ở phía Tây Bắc của Nga, đang củng cố các căn cứ quân sự, xây dựng bong ke và có kế hoạch xây dựng hàng rào biên giới ở phía đông để tăng cường an ninh trong bối cảnh xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp tục leo thang. Trước đó, tất cả các đảng trong Quốc hội Phần Lan đều đã nhất trí đối với nhu cầu xây dựng hàng rào dọc biên giới trên bộ dài 1.300 km giữa Phần Lan với Nga. Thủ tướng Phần Lan cho biết chính phủ nước này sẽ dành nguồn ngân sách bổ sung để xây dựng một đoạn đường biên giới thử nghiệm vào cuối năm nay, đồng thời sẽ tài trợ cho phần còn lại của dự án trong ngân sách bổ sung vào năm tới. Tuy nhiên, hàng rào biên giới sẽ đánh dấu một cột mốc đi xuống trong quan hệ giữa Nga và Phần Lan, xóa bỏ nhiều thập kỷ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai bên. Sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Helsinki đã cùng phương Tây áp đặt một số vòng trừng phạt kinh tế chống lại Nga. Phần Lan cũng đã hạn chế việc đi lại, cấp thị thực và đóng cửa biên giới với khách du lịch Nga. Quốc hội Liên bang Đức vừa thông qua quyết định cho phép kéo dài hoạt động của 3 nhà máy điện hạt nhân còn lại theo đề xuất của chính phủ. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện tại, Quốc hội Đức đã quyết định sửa đổi đạo luật năng lượng nguyên tử, vốn trước đó chỉ cho phép 3 nhà máy điện hạt nhân còn lại của nước này hoạt động đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo quy định sửa đổi, 3 nhà máy sẽ hoạt động tới ngày 15 tháng 4 năm 2023 như đề xuất của chính phủ Đức. Tuy nhiên, Quốc hội cũng nhấn mạnh rằng sẽ không mua sắm thêm các thanh nhiên liệu mới để cho các nhà máy điện hạt nhân này. Chính sách nhất quán của Đức là loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân, kéo dài hoạt động của 3 nhà máy còn lại chỉ là giải pháp tạm thời để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Việc kéo dài hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân là vấn đề gây tranh cãi lớn ở Đức trong suốt thời gian qua. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của một bé gái 4 tuổi ở miền Nam Trung Quốc được khen ngợi vì sự dũng cảm khi kịp thời gọi cấp cứu để cứu mình và em gái thoát khỏi một vụ cháy. Theo đó, bé gái ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã khiến gia đình bất ngờ khi hành động nhanh chóng để bảo vệ em gái trong lúc hỏa hoạn bùng phát tại gian bếp trong nhà. Một đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy bé gái phát hiện một chiếc chảo trong bếp bốc cháy và nhanh chóng tìm cách dập lửa. Sau đó bé gái chạy ra phòng khách, gọi đến đường dây cứu trợ khẩn cấp của Trung Quốc, giải thích cho người trực tổng đài biết vị trí đám cháy. Bé cũng cung cấp địa chỉ nhà cho người đang nghe máy ở đầu bên kia. Sau khi kết thúc cuộc gọi với nhân viên tổng đài, bé gái đưa em vào phòng ngủ, dùng chăn bịt các khe hở xung quanh để ngăn khói bay vào phòng. Sau đó bé di chuyển đến gần một cửa sổ đang mở để tránh bị ngạt khói và chờ người đến cứu giúp. Khi đến hiện trường vụ cháy, lính cứu hỏa đã chạy vào bếp và nhanh chóng dập lửa. Trong cuộc phỏng vấn sau vụ việc, bé gái nói rằng ban đầu bé cũng bị hoảng loạn, nhưng sau đó đã cố gắng nhớ lại những bài học của cô giáo về việc phải xử trí như thế nào khi xảy ra hỏa hoạn. Công ty công nghệ Đức Volocopter mới đây đã lần đầu tiên thử nghiệm taxi bay không người lái chạy điện trong điều kiện giao thông hàng không thông thường. Địa điểm thử nghiệm là khu vực bên ngoài thủ đô Paris của Pháp. Mô hình chiếc taxi bay không người lái thử nghiệm được đặt tên là 2X, giống như một máy bay không người lái cỡ lớn với 8 cánh quạt, có khả năng cất cánh theo phương thẳng đứng. Máy bay đã cất cánh cùng một hành khách trong khoang và di chuyển trong khi các máy bay khác ở gần đó. Thử nghiệm là bước tiến bổ sung cho khả năng khai thác thương mại loại taxi bay này vào năm 2024 khi Pháp đăng cai Olympic. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.